Bây giờ đi vào trong hình thành hệ tiêu hóa thì nếu như trong hệ tim mạch thì chúng ta đề cập đến cả ống dẫn nội môi, thì tương tự như vậy trong hệ tiêu hóa nó cũng sẽ có một cái cấu trúc ban đầu chúng ta cần lấy đơn là ống tiêu hóa nguyên thủy. Thì ống tiêu hóa nguyên thủy này nó cũng được hình thành giống như trong của hệ tim mạch, có nghĩa là trong cái giai đoạn mà phôi hủy khi phôi kết mình theo cái trục, ví dụ như là trong của cái ống tiêu hóa ở đây đó là cái trục đầu đuôi và hai bên và hình thành lên các cái đoạn, ví dụ đoạn hầu hầm đục tứ đục lưỡi đục sạc, thì toàn bộ cái này đó chính là cái tiền đề để bắt đầu hình thành nên các cái cơ quan của tiêu hóa, từ dạ dày, từ tụy, từ gan cho đến các cái đại tràng, trực tràng, mân tràng, vân vân. Như vậy thì với cái ống tiêu hóa như thế này nó chính là một cái cấu trúc mà ban đầu, cấu trúc sơ khai để hình thành lên các cái cơ quan về sau. Và trong cái phần một của ống tiêu hóa nguyên thủy này thì cái sự phân đoạn của ống tiêu hóa nguyên thủy này nó được dựa vào sự phân bố của các cái, dựa vào quy ước trên cái sự phân bố của các mạch máu nuôi. Thì trên cái này người ta sẽ phân nó thành ra hai cái đoạn lớn, mà đoạn thứ nhất đó là cái đoạn tiêu hóa của bụng mình, thì nó sẽ được cung cấp do cái nhánh của cái động mạch chủ cung cấp máu. Trong đó cái đoạn tiêu hóa ở vùng bụng thì nó sẽ do ba cái trạng động mạch cấp máu, và cái đoạn vùng bụng có đục trước rồi còn bộ đục giữa và đục sau nó lần lượt được cấp máu bởi động mạch thông tạng, động mạch trên đầu tay và dưới. Đó là những cái động mạch để cung cấp máu, hay còn gọi là cái tuần hoàn mà cung cấp cho cái ống tiêu hóa nguyên thủy. Thì nói trong chỗ này các em thấy là ví dụ như khi chúng ta nhìn đây cái hình này, tức là cùng với cái sự phát triển của phôi hủy, quá trình nó phát triển lúc này nó sẽ hình thành nên một cái ống thở dạ. Thì cái ống ở đây chúng ta sẽ thấy được các cái đoạn đục trước, đục giữa, đục sau, và cái đoạn đục giữa nó sẽ thông với lại túi nội hoàn. Đây chính là cái cấu trúc mà sơ khai nhất để chúng ta hình thành lên cái hệ tiêu hóa sau này. Và sự phát triển của ống tiêu hóa nguyên thủy này thì nó sẽ phát triển như thế nào? Đầu tiên có thể kể đến đó là cái đoạn hầu hàm, tức là từ cái túi miệng hàm cho đến túi khí phế quản, thì đoạn này nó sẽ phát triển thành cái miệng và hàm. Đoạn đục trước, tức là từ phần cuối của đoạn hầu hàm đến cái vùng xa sẽ tạo thành gan. Đoạn đục giữa, từ phần của nụ gan đến chỗ nó hai phần ba bên phải và ba bên trái của đại tràng, ở đục xa từ một phần ba đại tràng năng đến gọn nhất, tức là các cái đoạn của nó cũng phát triển thành các cái phần tương ứng trong này. Đầu tiên thì chúng ta xem thử là ruột trước nó sẽ hình thành nên cái gì. Thì ruột trước nó phát triển đầu tiên nó hình thành nên hào và các cái tuyến tiêu hóa của bộ hào, rồi đoạn dưới của hệ hô hấp, rồi thực quản ở cái đoạn mà nằm trong vùng bộ ngực hình thành lên dạ dày, đoạn đầu phát triển hình thành lên gan và tụy với mặt vỏ. Nhưng mà thì nguyên cái đoạn của đục trước này nó sẽ phát triển hình thành các cái phần như thế này. Và chúng ta xem thử cái gì như là dạ dày, và cái dạ dày nó sẽ được hình thành trong của cái đoạn đục trước này này, thì nó sẽ hình thành như thế nào đây. Thì trong khoảng vào ngày thứ 14 của quá trình phôi thai thì cái phần ruột trước mà bên dưới vắt ra nó sẽ phình ra để thành lệnh là, và cái phần này thì thành sau nó phát triển nhiều hơn thành trước, mà để thành phần cấu trúc sau này chúng ta gọi là bờ cầm lớn. Như vậy thì ban đầu bờ cầm nhỏ nó ở phía trước và bờ cầm lớn nó ở phía sau. Khi nó phát triển đấy, như vậy thì bắt đầu giống như trong của hệ tim mạch, có nghĩa là trong hệ tim mạch thì chúng ta đã cần đó là một sự phát triển theo chiều dài và gấp khúc, rồi sự ngang và phân chia các cái bùng tim nữa. Thì trong với hệ tiêu hóa cũng bên cạnh với cái sự phát triển về các cái hướng thì nó có một cái phát triển nữa là cũng theo cái phương người ta gọi là phương xoay,
ví dụ như tăng của dạ dày lúc này thì nó sẽ xoay theo hai cái trục. Trục thứ nhất đó là trục đầu lưu, và trục thứ hai đó là trục trước sau. Và kết quả của việc sai này, tức là làm như thế nào đó mà cái bờ trong lớn với bờ trong lớn này nó đang ở phía sau trở thành ra nằm bên trái của cơ thể và hơi lệch xuống phía dưới. Nên là kết quả của công việc sai lấy khi phương đầu đuôi trước sau này là những tựa để xoay thế nào đó mà bờ trong lớn nó từ ở phía sau nó phải chuyển hướng là từ bên trái của cơ thể và là xuống dưới. Đó là cái thâm bước đầu tiên trong quá trình hình thành dạ dày. Tiếp tục quá trình của nó đó là gì? Sau khi xoay ra đó thì tiếp tục dạ dày nó sẽ xoay thêm một góc 90 độ nữa. Mà cái 90 độ này thì nó sẽ quay quanh cái trục dọc, quay quanh cái trục dọc theo chiều kim đồng hồ. Tôi lấy hai cái trục dọc đó làm cái điểm tựa chính, xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ để đưa mặt trái thành ra mặt trước và mặt phải thành mặt sau. Tiếp tục cũng xoay theo trục đầu đuôi để đưa mông vị qua phải và lên cao, tâm vị thì lệch trái và xuống dưới. Rồi ở đây các bạn thấy là chúng ta thử tưởng tượng xem, như là trong quá trình mà thi phôi nó phát triển như vậy thì cái đoạn mà đục trước bây giờ đó nó phần ra cái dạ dày và nó phần là theo một cái bành trước không đồng đều nhau, nghĩa là thành sau nó phát triển nhiều hơn thành trước và chính phát triển nó nhiều hơn, cho nên cái phần mà phần lấy vậy mà chúng ta gọi là bờ trong lớn đó. Như vậy thì ban đầu của nó bờ trong lớn nằm phía sau, bờ trong nhỏ nằm phía trước. Bây giờ thì trên hai cái phương theo vị trí giải phẫu học mà của phong thai, giống như đã trình bày em trong cái bài trước đó, có nghĩa là chúng ta có mặt bụng, chúng ta có mặt lưng, chúng ta có trục đầu, có trục đuôi theo cái hướng của phong thai. Như vậy thì nó xoay theo hai cái trục đầu đuôi và trước sau để chuyển bờ trong lớn đang từ phía sau nằm bên trái và lại xuống dưới, nghĩa là mục đích sai thế nào mà bờ trong lớn nó từ phía sau nằm bên trái và lại xuống dưới. Sau đó thì nó tiếp tục sai thêm một góc 90 độ quanh cái trục dọc theo vị trí đồng hồ để đưa mặt trái, để đưa mặt trái thành mặt trước và mặt phải thành mặt sau. Rồi sai cái trục đầu đuôi để đưa mông vị qua phải lên cao, tâm vị mặt trái xuống dưới. Như vậy sau khi sai thì cái trục sẽ đi từ tay trái xuống dưới phải để chúng ta sẽ có được cái kết quả của cái dạ dày đạt đúng vị trí của tổ hợp. Nhưng mà thì các cái phương đó đó sai lấy bắt đầu coi như là trục đầu đuôi, trục trước sau, rồi trục dọc quay thành 90 độ mà một cái cuối cùng để làm gì, hình thành đây cái cấu trúc vị trí giải phẫu đúng như là trong cái cơ thể mà bình thường. Và tiếp tục thì bắt đầu đó là gì, hình thành đây thành ra cũng từ cái đoạn đầu trước, phần cuối phần đầu trước, rồi điểm nối hai đoạn này sẽ phát sinh ra cái nụ răng, rồi dạ dày sai theo cái trục trước sau để hình thành nên các tầng lệch phải và có hình chữ C. Thì đó là những cái điểm mà đề cập đến chúng ta xem cái sự thành của dạ dày và tá tràng nó như thế nào. Thì anh chờ thầy đến.
Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu ra cái quá trình hình thành của dạ dày và tá tràng. Rồi bên cạnh đó là hình thành của cái gan trong của người, cái phần ruột trước cũng từ các cái đoạn ruột trước, các cái lá nội bì để hình thành nên các cái mầm gan, rồi các cái túi mật khẩu mật chủ và nội tiểu bù. Rồi mầm gan sau đó sẽ phát triển ra thành các cái túi mầm gan, các dây mầm gan, rồi các tế bào gan tiểu bọt mà không vân tương tự. Đó là sự hình thành của tủy. Thì khi bắt đầu đã hình thành nên các cái mầm cơ quan, các cái ống tiêu hóa nguyên thủy, thì bên trong này bắt đầu sẽ có các cái mầm cơ quan tương ứng, ví dụ như là các cái mầm của tủy, mầm của gan, và hình thành dạ dày tá tràng. Đi kèm với đó là sự hình thành của các cái mầm, ví dụ như là túi gan, hoặc là hình thành các cái nội tiểu bụng, nội tiểu lưng. Và sau đến cùng chúng ta chẳng hạn thì sự hòa nhập của hai cái nội tiểu này sẽ hình thành nên cái nội tiểu chính thức. Và đến đoạn phát triển với ruột giữa, thì với ruột giữa nó sẽ phát triển, đó là các cái phần của tá tràng còn lại, ruột nâu, mân tầm, ruột thừa, đại tràng lây 2/3, bên phải của đại tràng ngang. Đó là các cái đoạn mà nó sẽ trực thuộc trong của cái qua ruột giữa này. Thì với ruột giữa thì lúc này nó cũng tương tự giống như là trong vỡ ruột trước hoặc là trong phát triển tim mạch, thì nó cũng phát triển theo cái chiều dài. Bởi vì cái đoạn ruột giữa này, em nói rằng nó tạo ra tương đối gần như là toàn bộ cái đoạn ruột mà chúng ta đã biết từ ruột đâu cực già mang tạo lại nữa mà. Và đây là một cái đoạn mà nó tương đối khá dài, cho nên trong quá trình phát triển này thì chủ yếu là sẽ phát triển theo chiều dài để mà tạo ra các cái quai ruột. Thì các cái quai ruột này ban đầu thì nó sẽ có cái hình chữ U, nó bao gồm hai cái ngành. Thì khi cái chữ U thì chúng ta đã thấy đây, trong cái sơ khởi ban đầu của nó có cái chiều dài sẽ tạo ra các quai ruột có hình chữ U như vậy. Thì khi cái hình chữ U như vậy thì nó sẽ có hai ngành, chúng ta làm gọi là cái ngành trên, đó là ngành đầu, và ngành dưới chính là ngành đuôi. Thì đó là cái đầu tiên, sự phát triển của ruột giữa theo cái chiều dài để tạo ra cái cấu trúc của hình chữ U bao gồm hai cái ngành như vậy. Và hai cái ngành này thì nó cũng cùng thông nối với lại cái túi não hoàn, giống như là trong cái hành ban đầu mà em đã quan sát đó, và thông với nhau ở trong cái form cũng như là ngoài khoa ruột khoa tạo thôi. Và lúc này cái cấu trúc hình chữ U hay là cái cấu trúc mà ruột giữa phát triển theo chiều dài này, nó sẽ có cái động mạch của mật treo tràng trên nằm ở cái giữa này đó. Và chính cái cấu trúc mật treo tràng, cái động mạch mật treo tràng trên này chính là cấu trúc hay còn gọi là cái điểm tựa để mà bắt đầu cho cái cấu trúc ruột giữa này xoay. Lấy bây giờ chúng ta nói rằng ruột giữa là xoay trước sau, nhưng mà từ trước sau chúng ta sẽ lấy cái gì để làm cái tu vị, thì ở đây chính là động mạch mật treo tràng trên. Thì điểm mấu chốt trong chỗ có sự xoay phát triển theo chiều dài và xoay của ruột giữa này, hay nó có khó khăn có nghĩa là sự xoay của cấu trúc hình U này, nó sẽ có động mạch mật treo tràng trên nằm ở giữa này để làm cái điểm tựa xoay tương tự trước sau. Và tương tự tiếp tục trong cái giai đoạn này, thì cùng lúc với sự phát triển của hệ tim mạch, sự phát triển của hệ tiêu hóa, các cái phần mà phát triển trong của đoạn ruột trước, chúng ta lại xem ví dụ là phát triển của gan, phát triển của các cái tủy, bên cạnh đó thì cũng là sự hình thành của các cái hệ sinh dục và tiết niệu qua. Ví dụ như ở đây thì lúc này các cái mầm gan thông qua các cái tế bào gan, các cái ống mật tiểu mật đã phát triển hình thành nên cái mô gan và hệ tiết niệu thận cũng đã phát triển, nghĩa là những cái này đã phát triển từ đó khá là mạnh. Và thể tích của ổ bụng bây giờ nó trở nên quá là nhỏ so với sự phát triển của các cơ quan này. Chính vì vậy cho nên nó sẽ đẩy cái quai ruột giữa đi vào trong rốn, mà người ta gọi đây là trong cái tình trạng thoát vị rốn sinh lý. Lúc này các quai ruột tạo ra ở trong giai đoạn giống như hình chữ U này, thì bây giờ nó được đẩy vào trong ở rốn để nhường cái thể tích ở bên trong cái ổ bụng đó cho sự phát triển của quai ruột. Và bên trong rốn này thì cái quai ruột giữa này nó vẫn tiếp tục phát triển bằng cách gì? Ngành trên nó phát triển mạnh và tạo nên các cái quai ruột xét nét, những gì chúng ta đã thấy trong cái cấu trúc giải phẫu mà đã học. Ngành dưới thì cũng phát triển nhưng mà hầu như không đáng kể, chỉ từ cái phần của tứ thừa trạng
thì nó chuyển mạnh lên. Như vậy thì cái thể tích của bộ nó trở nên nhỏ do cái sự phát triển của các cái mầm cơ quan, ví dụ như là gan, ví dụ như là thận, ví dụ như là tủy, vân vân. Lúc này nó sẽ đẩy quanh chuyển đi vào trong, cái đó người ta gọi đó là cái hiện tượng thoát vị đống bẩm sinh. Tuy nhiên thì khi nó ở bên trong đó nhưng mà nó vẫn phát triển bằng cái lời gì ngành tay, nó vẫn phát triển mạnh lên để hình thành nên các cơ hội sinh mát. Sau đó ngành dưới nó cũng phát triển tự nhiên, nó tương đối khá là ít. Và tiếp tục nó là gì? Sự quay. Tiếp tục nó là sự quay của các quay đồ. Nó quay đồ giữa này nó sẽ quay một góc 90 độ theo cái tổ chức xa mà cái để lấy là phương vị hay là cái điểm tựa nó chính là trục của động mạch mặt đều vấn đề. Những gì chúng ta là bước khi hành thành lên cấp phương vị thì ở giữa của nó là động mạch mặt đều vấn đề. Và lúc này nó sẽ lấy cái trục này để làm cái góc quay đồ giữa quay một góc 90 độ theo tổ chức xa. Và lúc này ngành tranh sẽ trở thành bên phải và ngành dưới là bên trái của cơ sở. Và trong sau mới quá trình quay đó thì ngành tranh nó vẫn tiếp tục phát triển để tạo ra các cái tổ chức quay đồ khác, ví dụ như là hỏng tròn, ví dụ như là cầu tròn. Như vậy đó là cái lần quay thứ nhất một góc 90 độ. Đến tuần thứ 10 của bao thai thì lúc này cái ổ bụng nó đã phát triển tương đối khá là rộng rãi rồi thì quay đồ nó bắt đầu trở về lại từ ngay trong của cái phần bụng chú đó, nó bắt đầu nó trở về trở lại, nó tụ về trở lại trong bụng, trong cái ổ bụng. Thì các cái quay ruột nông nó sẽ đi về trước, sau đó là đến các cái cấu trúc của đại tràng lây, cái mầm tràng rồi 2/3 bên phải của đại tràng ngang nó thuộc bên dưới, nó cũng trục về ổ bụng. Có nghĩa rằng đến thời điểm này ở khoảng tuần thứ 10 chúng ta nói rằng đó là sự di cư hay là sự trở lại vị trí của các quay ruột được phát triển khi nằm trong cái phòng của nó. Và đến lúc này thì cấu trúc này nó tiếp tục thực hiện một cái lần quay thứ hai với một cái góc nó là 180 độ theo cái chiều sai băng đạo. Như vậy thì tính đến thời điểm này quay ruột nó đã sai tổng cộng 270 độ. Và kết quả của các cái lần sai cũng giống như nó là phát triển như vậy, đó là gì? Làm cho các quay ruột nằm đúng ở vị trí giữa đầu hạ, ví dụ như mang trầm một tường thì nó phải nằm ở góc phải. Và các cái bất thường nó có thể xảy ra, ví dụ như quay không đủ với lại cái góc mà thay vì 270 độ thì bây giờ nó có thể quay 90 độ hoặc nó quay 120 độ hoặc 180 độ nha, thì tất cả những này nó sẽ thành các cái vụ tắc ở sao. Nó là cái quá trình phát triển của luật giữa. Như vậy thì sự phát triển của luật giữa là quay luật thay đổi phát triển từ dài sang một góc 270 quanh tiếp tục của động mạch một theo đoạn tay rồi hình thành nên các cái đoạn hỏng hầu tràng. Và đến khoảng cuối tháng 3 thì bắt đầu nó sẽ đi về ở trong cái mầm bụng do sự phát triển của mầm bụng. Tương tự với cái phát triển của luật sau thì phát triển các phần còn lại, ví dụ như một phần ba bên trái của đại tràng ngang, đại tràng xuống là ma đực trào và các cái lỗ hậu môn v.v. Thì sự phát triển của đục sau này nó cũng tương tự giống như trong của cái đoạn đục trước và đục giữa. Đó là gì? Tạo cái vách niệu trực tràng để mà phân chia ổ nhất. Thì ngang ở đây cái cấu trúc ổ nhất này nó được phân chia để hình thành nên hai cái, một đó là cái xoang niệu dục ở phía trước và cái ống hậu môn trực tràng ở phía sau. Thì cái sự phát triển và phân chia của cái vách niệu trực tràng cũng giống như từ sự phân chia của nhớ mà nó cũng là kỳ rất quan trọng, bởi vì đây cũng là cái tiền đề để mà hình thành lên những cái phần ở phía sau khi chúng ta đề cập đến cái phát triển của cái hệ sinh dục hoặc là hệ nội tiết. Một vòng ba trái đã tầng gân xuống và xuống ba thì ở trong một mặt là nhà quá trình quay của cái quay trực tràng đó. Rồi sự phát triển đột sao để hình thành nên các vách niệu trực tràng, ví dụ như là nó toilet, nó flat, vân vân. Đến cuối tuần thứ bảy thì lúc này khi mà có giác vỡ để hình thành nên cái lỗ hậu môn để mở vào đột sao. Và có những trường hợp thì các cái vết tích của cái màu nhất là nó không vỡ, thì đấy một cái dị tật đó là không có cái lỗ hậu môn hoặc là không hậu môn. Như vậy thì đi kèm với sự phát triển như vậy thì cũng có các cái điểm phát triển bất thường. Cái bất thường đầu tiên đó là
liên quan đến trong cái việc mà hình thành trong cái đoạn phát triển của cái ruột trước, trong cái đoạn hào hạm khi hình thành ngay các cái vùng hào hoặc là cái vùng có hô hấp, vùng có thực quản, thì sẽ có các cái gì là cái gì như là bất sản không hình thành thực quản, hoặc là do thiếu bổ thực quản, hoặc là tiểu sản thực quản v.v. Rồi có thể là sự phát triển của thực quản này không đủ chiều dài, cho nên đưa đến tình trạng kéo cái dạ dày qua cái lỗ thực quản khởi hành, tạo cái phốc tự hành bẩm sinh. Rồi trong quá trình phát triển của dạ dày tá tràng, có thể là có các cái dị tật ví dụ như hạt mô vị do cái cơ bào nó tự đại làm cho quá trình tác nhãn của sự di chuyển thức ăn, rồi dị tật ở gân, dị tật ở tụy. Tuy nhiên thì các cái dị tật mà bẩm sinh của gân thì có thể nói là thực tiễn. Ở tụy thì chúng ta có thể là gặp các cái dị tật ví dụ như là mô vị lạc chỗ ở thành dạ dày, hoặc là những thứ từ mắt cây. Cái dị tật mà chúng ta gặp nó khá nhiều nằm trong cái đoạn ruột giữa và ruột sau, ví dụ như là dị tật của đường mau, tức là do quá trình quay hoặc phát triển của đường thành bụng nó không được hoàn toàn, hoặc là thoát từ tạng ở thành bụng, có nghĩa là quá trình khép mình của cái phôi nó không hoàn toàn cho nên khắp quay trung, hoặc là gan hậu tỵ nó sẽ nằm bên ngoài khẩu bộ thành tình trạng là thoát vị, hoặc là thoát vị gốc bẩm sinh. Thì chúng ta biết là trong cái quá trình phát triển này nó có một giai đoạn là thoát vị gốc sinh lý, nghĩa là các cái quay ruột nó cư ngụ vào trong cái vùng đống này, khi cái thể tích của bộ nó trở nên nhỏ do sự phát triển của gân và thận hoặc là tụy vân vân, thì ở đây nó sẽ có cái thoát vị ống bẩm sinh, nó có hai loại, có nghĩa là do các quay ruột nó không tụ được vào trong ổ bụng, nó nằm lại ngay trong cái thời kỳ mà thoát vị sinh lý đó, hoặc là thứ hai có nghĩa là nó vào được nhưng mà sau đó nó lại tự thống trở lại do cái tình trạng gì, cái thành bụng nó yếu. Như vậy thì với cái khối thoát vị này nó có thể là bao gồm hai trường hợp, nhưng mà cái gì đang là một cái hình ảnh mà cấp cái quay đồ trong khối thoát vị nào bên ngoài cái cuốn rống làm sắc bằng, rồi có thể là gì tồn tại của ống não hồ, bởi vì trong quá trình phát triển của cái ống tiêu hóa nguyên thủy thì chúng ta thấy là quá trình khép thôi chế độ ống tiêu hóa này nó lại còn nấu thông vô túi não hồ, thì khi phát triển thông thường thì não hồ này nó sẽ thiếu đây, tuy nhiên bây giờ nó tồn tại, não hồ này được tạo từ tiểu mạch kèm. Đây cũng là một cái dị tật mà gặp khá nhiều với trẻ sơ sinh, ví dụ như hình ảnh của một cái túi thừa mạch kèm. Và nếu như đứa trẻ nó có những cái túi thừa, nếu như người lớn thì nó có thể gây những tình trạng đó là gì tắc ruột, và những đứa trẻ có thể biểu hiện với các cái tình trạng hồi cấp, và lúc này phẫu thuật cắt bỏ cái đoạn ruột để mà chứa cái túi thừa này mới giải quyết được vấn đề, hoặc là ruột xoay bất toàn, có nghĩa là ruột nó xoay không hoàn toàn. Thì trong này chúng ta biết là toàn bộ cái đoạn phát triển của ruột giữa khi để mà trả được về vị trí giải phẫu, giống như khi chúng ta đã biết thì nó phải xoay tổng cộng 270 độ. Thì đây ruột xoay bất toàn ở đây có nghĩa là ruột mà nó xoay có thể là 90, có thể là 180 luôn á, cho nên làm cho các cơ quan ruột nó bị xoắn gây cái mối bùng tử hoặc là thiểu sản hẹp ruột nấn của các cái ruột xoay bất toàn. Rồi hệ ống tiêu hóa hoặc là tiệt hoặc là hai lòng, ví dụ như ống tiêu hóa bình thường như vậy thì bây giờ có thể là nó hẹp trở lại hoặc là nó tạo phát ngang ở bên trong. Rồi phát triển bất thường của ruột sau, ví dụ như là khi mà ngõ nhét nó không vỡ được, không có không phòng hậu môn, hoặc là tiệt bạch trực tràng hoặc là nhò trực tràng. Như vậy thì toàn bộ những cái mà chúng ta đã đề cập đến trong quá trình phát triển đi kèm với cái sự phát triển bình thường đó, thì nên lưu ý một điều rằng nó sẽ luôn luôn có những cái phát triển bất thường đi kèm theo. Ví dụ như đến cái thời điểm khi mà ngõ nhét nó cần phải vỡ để hình thành cái lỗ hậu môn, thì cũng có thể có những cái trường hợp nó không xảy ra đó và đưa đến hiện tượng không có hậu môn hoặc là không có lỗ thủng hậu môn, hoặc là tạo nên mất niệu trực tràng, bây giờ làm nên một cái đường nhỏ trong của niệu và trực tràng, có nghĩa là có một cái đường nhỏ giữa hệ tiết niệu và hệ tiêu hóa. Và cũng tương tự như hệ tiêu hóa thì cũng sẽ có một cái mỏ phóng lực ở phía xa, bắt đầu từ cái thời gian nào trên cơ sở đó là cái gì ống ruột nguyên thủy với cấu trúc tức là các cái đoạn hào hạm tổ chức từ giữa ruột sau thông với lợi túi não hồ và trải qua các quá trình phát triển
từng cái đoạn đầu tiên được giải sao với các cái sự sai sự quay vân vân, thì hình thành nên các cái tố tốt giả khoa học mà chúng ta đã biết rằng là có thể. Đó là tóm lược những cái điểm khi đề cập đến